Lúc này ở cuộc họp của phe nổi dậy, công tước Dr. Haim đã ra lệnh cho hầu tước Ningan dẫn đầu 1.000 quân tấn công vào kinh thành. Nhận được tin báo về lực lượng của địch, Lamia và mọi người đều cảm thấy khá bất ngờ và khó hiểu với số lượng quân ít ỏi này. Jin và Tai Chi cũng chỉ tham gia buổi thảo luận chiến thuật này cho đủ mặt, chứ thực sự hai người hầu như chẳng có chút hiểu biết nào về lĩnh vực này cả. Miura nói hai người cứ nghe theo sự sắp xếp của Lamia cùng với Sumela và chiến đấu như bình thường là được. Thế nhưng vấn đề là từ trước đến nay Tai Chi và Jin mới chỉ ra tay tiêu diệt quái vật, còn mục tiêu lần này lại là con người khiến cho hai người thực sự cảm thấy hoang mang. Thấy được tình trạng này, Lamia bắt buộc phải lên tiếng cảnh báo Jin và Tai Chi rằng đây là chiến tranh thực sự. Niềm tin ngây thơ rằng có thể giành chiến thắng mà không đổ máu sẽ là kẻ địch lớn nhất khi ra chiến trường. Tiếp đó, Sumela tiến đến đặt tay lên vai Tai Chi và nói sẽ có một đám cưới hoành tráng của hai người được diễn ra sau khi trận chiến này kết thúc. Ngày hôm sau, hầu tước Ningan dẫn theo 1.000 quân của mình từ từ áp sát kinh đô. Bắt đầu trận chiến, Tai Chi nhảy lên tường thành, triệu hồi Ariel, sau đó ra lệnh cho cô sử dụng ma pháp tạo ra một khe nứt khổng lồ ngay trước mặt quân nổi dậy. Dù Tai Chi đã cố gắng kiềm chế nhưng sức mạnh mà cậu thể hiện ra vẫn khiến tất cả những người ở đó vô cùng kinh ngạc. Cái rãnh này là một phần quan trọng trong chiến thuật của Sumela, nó sẽ khiến cho quân nổi dậy phải đi vòng, tạo lợi thế cho quân đội vương quốc. Thế nhưng điều này chỉ có tác dụng cho quân đội bình thường, nhìn cái rãnh khổng lồ trước mặt, quân nổi dậy không hề có ý định di chuyển mà vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Tiếp đó là hàng loạt các loại pháp thuật mạnh mẽ giáng xuống đầu quân đội của vương quốc. Thấy có điều bất thường, Tai Chi liền sử dụng năng lực ma pháp của mình để nhìn về phía quân địch. Cậu bất ngờ phát hiện mỗi người bên phía quân nổi dậy đều được trang bị một chiếc nhẫn và có vẻ như các loại phép thuật đều bắt nguồn từ chúng. Như vậy, Lamia liền đoán ra được quân nổi dậy sử dụng một vật phẩm kích hoạt ma pháp tên là đá phép thuật. Khi đeo loại đá này, một người nghiệp dư cũng có thể dễ dàng sử dụng được các loại sức mạnh cao cấp. Thế nhưng cái gì cũng có giá của nó. Người sử dụng loại đá này sẽ phải dùng chính sinh lực của bản thân để đổi lấy sức mạnh to lớn mà nó đem lại. Theo trưởng pháp sư Bella, có lẽ đám lính bên phe nổi dậy hay thậm chí cả hầu tước Ningan cũng không biết được rằng họ đang cố gắng để giết chính mình. Cho dù là kẻ địch nhưng tất cả mọi người đều không muốn những người đó hy sinh vô ích như vậy nên đã thống nhất ý kiến sẽ ra tay ngăn cản họ lại. Sau đó, Lamia liền vạch ra một kế hoạch rồi chỉ đạo mọi người làm theo. Đầu tiên, Tai Chi bảo Ariel sử dụng ma pháp của mình dựng lên một bức tường gió, ngăn cản phần lớn công kích, bảo vệ cho Jin. Tiếp đó, các pháp sư hoàng gia hợp sức tạo ra một quả cầu nước khổng lồ rồi điều khiển nó bay về hướng quân nổi dậy. Cuối cùng, Jin sử dụng ma pháp giải phóng của mình tạo thành một trận mưa kèm theo năng lượng sấm sét, giật cho toàn bộ quân địch bất tỉnh. Trong lúc vị hầu tước còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì trợ lý thân cận của công tước Dr. Haim là Inimikov bất ngờ xuất hiện rồi ra tay hạ sát ông ta vì đã thất bại ngay cả khi được hắn cung cấp cho một lượng lớn đá phép thuật. Sau khi trận chiến kết thúc, cả bốn người được triệu tập đến đại điện để gặp mặt vua Jinma. Khi Tai Chi vừa bước vào căn phòng, những binh sĩ của Estalin đều tỏ vẻ kính sợ và thì thầm với nhau rằng cậu chính là người đã xé đôi mặt đất ngày hôm qua. Vua Jinma cảm thấy rất vui mừng với chiến thắng vừa rồi và quyết định thưởng cho mỗi người trong bọn họ một vật phẩm trong bộ sưu tập của hoàng gia. Jin và Miura đều chọn được cho mình những món vũ khí nhìn khá hợp mệnh, Lamia thì chọn một chiếc nhẫn hiếm, còn Tai Chi thì bất ngờ phát hiện ra một cây katana ở thế giới này. Sau khi nhận được vũ khí mới, cả bọn liền kéo nhau đến đấu trường để có thể thử chúng. Bất ngờ là Sumela đã đợi sẵn ở đó, sau đó nhảy lên người Tai Chi và nói rằng cậu nên giải phóng nhiệt huyết nóng bỏng từ thanh kiếm vào bên trong người vợ tương lai là cô, tới công chuyện liền. Sau khi thoát ra khỏi Sumela, Tai Chi đang đi trên phố thì bắt gặp rất nhiều ánh mắt của người dân đang nhìn chằm chằm vào cậu. Thì ra bây giờ trong mắt dân chúng thành Wenifix, Tai Chi đã trở thành một người anh hùng mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ họ khỏi ngọn lửa chiến tranh ngày hôm qua. Những đứa trẻ con cũng vô cùng ngưỡng mộ và muốn bắt tay với cậu. Tạm biệt người dân và lũ trẻ, Tai Chi bất ngờ gặp lại Kasim và hỏi hắn, sao lại chỉ còn một cánh tay? Dù rất cay nhưng Kasim vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nói rằng chính Tai Chi là người đã chặt nó xuống, vậy nên đừng có hỏi ngu như vậy nữa. Tiếp đó, Kasim lấy chuyện sẽ đầu độc nguồn nước của kinh thành để ép Tai Chi phải đấu một trận công bằng với hắn. Để tránh thương vong cho người vô tội, cả hai đi đến một nơi vắng người để bắt đầu cuộc đấu. Kasim lấy ra một bức tượng nhỏ mà Lutra đã ban cho hắn trước đó, rồi nói với Tai Chi rằng đây là vật phẩm ma pháp có thể làm cho sức mạnh phép thuật của hai người ở ngưỡng bằng nhau. Kasim tin rằng lúc đó sự chăm chỉ khổ cực luyện tập của hắn sẽ tạo ra sự khác biệt với một kẻ chỉ dựa vào khả năng thiên bẩm như Tai Chi. Dù đã nghe Ariel nói về sự nguy hiểm mà cô cảm nhận được từ bức tượng kia, Tai Chi vẫn quyết định sẽ tham gia trận đấu và để cho Kasim phong ấn phần lớn sức mạnh của mình. Trận đấu sau đó diễn ra khá cân bằng, cả hai liên tục trao nhau những cú đấm đầy yêu thương cho đến khi thấm mệt. Kasim lúc này cũng đã phải công nhận khả năng của Tai Chi và đề nghị sẽ dùng một đòn cuối cùng để phân thắng bại. Tiếp đó hắn dồn toàn bộ sức mạnh tạo thành một quả cầu năng lượng rồi ném về phía Tai Chi, nhưng đã bị đường kiếm sau đó của cậu xẻ ra làm hai và dư chấn khiến Kasim đập mạnh vào bức tường đằng sau. Sau khi thất bại trong cuộc chiến, Kasim nói với Tai Chi rằng cậu có thể phá hủy bức tượng kia để có thể gỡ bỏ phong ấn lấy lại sức mạnh của mình.
Thế nhưng đột nhiên lại có một thứ gì đó chui ra từ bức tượng và tấn công Tai Chi. Cũng may Grammy xuất hiện kịp thời để ngăn cản. Tiếp đó, Kazim cố gắng cầm chân thứ quái quỷ kia để Grammy có thể ra tay phá hủy bức tượng. Sau khi phong ấn được gỡ bỏ, Tai Chi ra lệnh cho Ariel chuyển sức mạnh vào thanh kiếm, rồi sau đó đơn giản thổi bay thứ tả vật kia chỉ với một chém. Sau trận chiến vừa rồi, Kazim đã hiểu ra rằng Tai Chi cũng đã phải nỗ lực chăm chỉ luyện tập rất nhiều để có được sức mạnh như ngày hôm nay, chứ không phải chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm giống như hắn vẫn nghĩ. Đột nhiên một hồi chuông vang lên khiến cho ba người chú ý. Sau khi hỏi thăm một người dân, Tai Chi biết được quân nổi dậy đã chính thức tuyên chiến và một cuộc chiến mới khốc liệt hơn chuẩn bị diễn ra. Trong cuộc đụng độ đầu tiên với quân nổi dậy, vào lúc tất cả mọi người đang chiến đấu thì Tai Chi lại xuất hiện ở một chỗ khác. Cậu sử dụng ma pháp xác định chính xác vị trí doanh trại quân địch, sau đó mượn sức mạnh của Ariel để nhảy thẳng đến đó từ một khoảng cách vô cùng xa. Sự xuất hiện bất ngờ của Tai Chi ở ngay giữa doanh trại khiến cho đám lính của phe nổi dậy vô cùng hoảng hốt. Lúc này tại nơi tăm tối quen thuộc, Ludra đang báo cáo với người phụ nữ bí ẩn kia rằng mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của bọn họ. Dường như người phụ nữ xinh đẹp này rất quan tâm đến thứ sức mạnh mà Tai Chi đang sở hữu và tìm mọi cách để có thể khiến nó phát triển một cách nhanh chóng. Giữa chiến trường, Jin đụng độ với một cô gái tóc đỏ rất mạnh tên là Surora. Miura thì gặp phải một tên hầu tước coi thường phụ nữ và luôn miệng nói muốn mang cô về làm vợ bé. Còn người ngăn cản Lamia là một pháp sư mạnh mẽ tên là Miphlos. Quay trở lại doanh trại của quân nổi dậy, sau khi xử lý hết đám lính canh ở bên ngoài, Tai Chi bước vào lều chỉ huy của Dr. Haim rồi bắt đầu thuyết phục ông ta dừng trận chiến này lại. Nhưng cuối cùng Dr. Haim vẫn từ chối lời đề nghị giảng hòa vì ông ta phải đấu tranh cho những điều mình cho là đúng. Trong lúc Tai Chi và Dr. Haim đang nói chuyện thì bất ngờ từ người tên Inimicus có thứ gì đó màu đen lén lút chui ra khỏi lều rồi xâm nhập vào bên trong thân thể các binh lính đã bị đánh ngất nằm bên ngoài. Inimicus lúc này đã lột bỏ dáng vẻ của một hầu cận trung thành và trở nên vô cùng tà đạo. Hắn nói đã bố trí một trận pháp hắc ám bao trùm toàn bộ chiến trường, khiến cho những người ở trong đó trở nên điên cuồng và không còn thấy đau đớn hay sợ hãi nữa. Inimicus cũng nói cho Tai Chi biết người phụ nữ mà con rồng hai đầu nhắc tới lúc trước mới là chủ nhân thật sự của hắn, và chính cô ta là người đã ra lệnh tạo một cuộc nội chiến ở Estalin và bắt buộc chàng trai được triệu hồi từ thế giới khác là cậu phải tham gia vào. Cuối cùng sức mạnh hắc ám dần xâm chiếm thân thể của Inimicus, khiến hắn trở nên điên loạn, rồi từ từ biến thành một con quái vật vô cùng đáng sợ. Sau một hồi chiến đấu, Lamia đã đánh bại được Miphlos và ra tay hạ sát lão ta bằng Inferno, một loại phép thuật lửa cao cấp. Miura cũng chém chết tên hầu tước coi thường phụ nữ bằng con dao mà cô mới nhận được. Chỉ còn cuộc chiến giữa Jin và Surora là vẫn bất phân thắng bại. Thế rồi hai người chợt phát hiện ra những binh lính xung quanh họ trở nên không bình thường. Vì đều đã bị thương, cả hai đành hợp sức để có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại. Lúc này tất cả mọi người đều nằm trong vòng vây của đám binh lính bị khống chế bởi sức mạnh hắc ám. Tai Chi cố gắng sử dụng ma pháp gió để ngăn cản họ nhưng không có tác dụng. Những binh lính này hiện tại không hề có cảm giác đau và chỉ biết giết chóc. Điều duy nhất khiến họ dừng lại lúc này chỉ có thể là cái chết. Đứng trước tình hình hiện tại, Tai Chi hạ quyết tâm sẽ dùng sức mạnh hack game để bảo vệ tất cả những người quý giá bên cạnh, cho dù phải hy sinh bản thân đi chăng nữa. Đột nhiên lúc này Ariel lại sử dụng ma pháp để ngăn cản Tai Chi. Cô tinh linh nhỏ xin lỗi vì đã giấu cậu một chuyện quan trọng. Ariel nói bởi vì thứ sức mạnh ẩn chứa trong người Tai Chi quá kinh khủng, đến mức khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, cho nên Ariel cũng không biết được rằng nếu cho Tai Chi mượn sức mạnh thật sự của cô thì cậu sẽ trở nên như thế nào. Cô lo sợ nếu Tai Chi không thể kiểm soát được sức mạnh của mình thì đó sẽ là một thảm họa cho thế giới này và bản thân Tai Chi cũng có thể bị nó nuốt chửng. Thế nhưng sau khi chứng kiến quyết tâm muốn bảo vệ mọi người của Tai Chi, Ariel đã quyết định từ bỏ thân phận hiện tại để trở về với bản thể vốn có của cô, nữ hoàng tinh linh gió Sirufi. Lúc này Jin cũng đã chạy đến chỗ của Tai Chi, thấy chân của cô bị thương. Tai Chi ngay lập tức chạy đến bên cạnh ôm Jin thật chặt và hứa sẽ kết thúc cuộc chiến này bằng mọi giá để bảo vệ tất cả mọi người. Khi Tai Chi giơ tay lên cao triệu hồi phong linh nữ hoàng Sirufi, một luồng sức mạnh màu vàng phát ra từ cậu bắn thẳng về phía trận pháp hắc ám, khiến nó từ từ tan biến và giải thoát cho toàn bộ những binh lính bị khống chế. Tiếp đó, Sirufi cũng xuất hiện trước mặt Tai Chi trong hình thể lớn hơn nhiều so với Ariel trước đây. Khi được hỏi về chuyện liệu có phải Ariel đã biến mất hay không, Sirufi đã trả lời Tai Chi rằng cô ấy và Ariel là một và những tình cảm cùng với ký ức lúc trước vẫn còn nguyên vẹn ở trong cô. Inimicus cũng đã hoàn thành quá trình tiếp nhận sức mạnh hắc ám và lộ diện trước mắt mọi người. Tai Chi ngay lập tức lao đến vào một trận chiến nảy lửa được diễn ra ngay sau đó. Với sức mạnh bá đạo của mình, Tai Chi hoàn toàn áp đảo và dã Inimicus như dã gạo. Tiếp đó với một đấm cực mạnh vào bụng, Tai Chi đã khiến Inimicus nằm bẹp dưới một cái hố sâu và không thể gượng dậy nổi, để rồi cuối cùng kết liễu hắn bằng một đòn sấm sét vô cùng mạnh mẽ. Sau khi cuộc nội chiến chấm dứt, cư dân thủ đô Wenifix đã trở lại với nhịp sinh hoạt bình thường. Công tước Dr. Haim bị xử tử vì tội danh làm phản. Còn bốn người Tai Chi thì được ban thưởng hậu hĩnh, cùng danh hiệu cố vấn quân đội hoàng gia, một tước hiệu danh dự chỉ có thể bị triệu hồi khi vương quốc gặp phải tình trạng nguy hiểm. Phần tóm tắt của bộ này kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ ấn thích,
đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em trong những phần tóm tắt khác. Tạm biệt!